Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 10 cặp loa. 10 cặp loa rất là gấu luôn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Nhà em có chặt thì em cũng có trồng lên một chút xíu, nhưng mà đảm bảo bao đẹp, bao xuất sắc cho các bác luôn. Không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Đấy ạ, 10 cặp loa rất là đẹp luôn ạ. Và các bác xem video của em, hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em ạ. Và không để các bác chờ lâu, em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm ạ. Đầu tiên là một cặp san xui, model của nó là S7000 ạ, S7000. Một cái bát 30 này, các bác cùng ngắm này, một cái bát 30 màng trắng, phun sơn màu trắng nhá, màng giấy màu trắng này. Gân vải nguyên zin, đấy, và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy này. Dàn sóng còn rất là đẹp luôn, các bác cùng ngắm này. Đấy. Loa thì nhìn như mới luôn, các bác cùng ngắm này. Em quay rất chi tiết và cận cảnh cho các bác ạ. Bát 30 màng giấy gân vải nhựa nguyên zin và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy, hai lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6 cm thở về phía đằng trước trên một thùng, các bác cùng ngắm này. Loa rất là gấu, chất âm rất là hay. Loa thì vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì này, các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết. Chiều cao của loa là 78 cm, rộng 40 cm và sâu cả ê căng là 40 cm ạ. Các bác cùng ngắm nhá. Đấy. Và loa em quay tuyến hông này của cả cặp, các bác cùng ngắm này. Tuyến hông các bác nhìn xem đã đủ tươi mới chưa ạ. Loa thì được nặng một lớp xi màu đỏ đen vân gỗ này, rất là đẹp luôn. Đấy, màu xi còn rất là tươi mới. Loa thì vuông thành sắc cạnh. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ, các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu thì một chiếc đã mất tờ giấy khai sinh, còn tờ giấy khai sinh còn nguyên một chiếc này, các bác cùng ngắm này, còn rất là đẹp luôn. Thùng vách thì bao vuông thành sắc cạnh cho các bác nhá. Đấy, và em quay tiếp tuyến hông. Đấy, các bác cùng ngắm này. Tuyến hông sắc bứt tay luôn đấy ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Sansui S7000 ạ. Trở kháng 8 ohm, công suất là 80W, 160W cho cả cặp. Thì các bác nghe nhạc và thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt. Và hôm nay em quay và báo giá luôn cho các bác một mức giá cực kỳ yêu thương. Bên shop Thanh Tùng báo với các bác là một mức giá là 6 triệu ạ, 6 triệu cho cặp Sansui S7000 ạ. Bát 30 màng giấy gân vải nguyên zin nhá. Và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy ạ. Đấy, một mức giá là 6 triệu. Đấy, các bác cùng ngắm này. Loa rất là đẹp luôn, bao đẹp bao zin cho các bác luôn. Và tiếp ạ. Các bác chờ em một chút xíu để em đẩy. Tiếp là một cặp model của nó là sáp của Optonica CPD5 ạ. CPD5 cũng là một cái bát 30 màng giấy gân vải nhựa xếp nguyên zin này, gân vải nhựa xếp nguyên zin này, các bác cùng ngắm này. Tuyến bát còn rất là đẹp luôn, bát 30 rất là gấu và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy ạ, và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8 cm thở phía đằng trước. Lỗ thở rất là gấu luôn, loa thì cũng rất là gấu, các bác cùng ngắm này. Bát 30 đấy, trên giới như nhau. Thùng vách thì bao đẹp cho các bác luôn, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Đấy, các bác cùng ngắm nhá. Đấy, ê căng tem cờ đầy đủ luôn. Và loa em quay tuyến hông này, các bác cùng ngắm này, tuyến hông này cũng được màu cánh dán vân gỗ. Đấy, cũng rất là đẹp ạ. Đấy, vân ve cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác cùng ngắm ạ. Vuông thành sắc cạnh. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này, tuyến hậu còn rất là tươi mới luôn, tuyến hậu còn rất là tươi mới luôn. Đấy. Tuyến hậu còn rất là tươi mới. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp cho các bác cùng tham khảo. Đấy, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Đấy, loa rất là đẹp luôn đấy ạ. Loa rất là đẹp. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác ạ. Model của nó là sáp CPD5 ạ. CPD5 bát 30 này, chung 8 cm, trở kháng 8 ohm, công suất là 63W, 63W, 130W cho cả cặp. Thì các bác cũng nghe nhạc và thẩm âm karaoke cũng rất là tốt. Đấy, cho cặp loa CPD5 của Optonica. Chiều cao của loa là 80 cm, rộng 40 và sâu cả ê căng là 33 cm ạ. Bát 30 màng giấy gân vải nhựa xếp nguyên zin và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy. Hôm nay em báo cho các bác một mức giá cực kỳ ưu đãi là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng cho cặp CPD5 bát 30. Các bác cùng ngắm nhé. Đấy, 5 triệu cho cặp CPD5 63W trong một chiếc và 100
30W cho cả cặp ạ. Là 5 triệu ạ. Và tiếp ạ, là một cặp Onkyo, model của nó là Onkyo S890. Để các bác cùng ngắm này, S890. Một cái bát 25cm màng giấy gân vải lụa nguyên zin này, gân vải lụa này, các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết cho các bác luôn. Đấy, gân vải lụa nguyên zin này, các bác cùng ngắm tuyến bát này, còn rất là tươi mới luôn, còn rất là tươi mới, gông kiềng này, các bác cùng ngắm này. Còn rất chi là đẹp. Đấy, còn rất chi là đẹp. Và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy này. Đấy. Và hai lỗ thở thông hơi trên một thùng, cao rộng khoảng 5cm, để các bác cùng ngắm nhá. Đấy, loa đẹp tuyệt đối luôn, các bác cùng ngắm này. Loa đẹp tuyệt đối luôn, bát 25 màng giấy gân vải lụa nguyên zin và một tuyến chung giấy này. Một tuyến tép giấy, hai lỗ thở trên một thùng này. Loa rất là gấu. Chiều cao của loa là 75.5cm, rộng 37cm và sâu cả ê căng là 31cm ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Tuyến hông, loa thì cũng được nặng một lớp xi màu đỏ đen vân gỗ này. Rất là đẹp luôn, rất là đều, rất là đẹp ạ. Màu xi còn rất là tươi mới, các bác cùng ngắm này. Đấy, vuông thành sắc cạnh. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Tuyến hậu thì còn rất là đẹp luôn. Đây là vết băng dính nhá. Đây là vết băng dính nhá. Các bác cùng ngắm này. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác cùng ngắm này. Đấy, em chưa lau dọn vệ sinh sạch sẽ gì nhưng mà cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Onkyo S890, trở kháng 8 ohm, công suất là 60W, made in Japan. Đấy. 120W cho cả cặp thì các bác cũng nghe nhạc và thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt luôn. Đấy, cho những cái cặp loa như thế này. Và hôm nay em cũng báo luôn giá cho các bác cặp loa Onkyo S890, một mức giá là 4 triệu ạ, 4 triệu. Đấy, bao đẹp xuất sắc cho các bác nhá. Thùng vách vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy. Không có bể nở sứt sẹo gì. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, ok. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đấy, em quay rất chậm rãi và chi tiết cho các bác. Và tiếp ạ, lại là một cặp Pioneer. Đấy, model của nó là CSA7 ạ. Các bác cùng ngắm này. Một cái bát 25cm, màng giấy gân vải lụa nguyên zin này. Gân vải lụa còn rất là mềm luôn. Đấy. Và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy này. Một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở phía đằng trước. Đấy. Model của nó là Pioneer CSA7. Gông kiểng còn rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Thùng vách thì vuông thành sắc cạnh. Đấy. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và chiều cao của loa là 80cm, rộng 36cm và sâu cả ê căng là 33cm ạ. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Cũng được nặng một lớp xi màu cánh gián vân gỗ này. Đấy, màu rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Tuyến xi còn rất là tươi mới nhá. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Có rep rai trái phải. Đấy, có rep rai trái phải. Tuyến hậu thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, thùng vách này. Không có bể nở sứt sẹo gì. Không có bể nở sứt sẹo gì. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hông. Đấy. Các bác cùng ngắm tuyến hông này. Tuyến hông của loa này. Miễn bàn luôn. Vuông thành sắc cạnh. Không có bể nở sứt sẹo gì đâu ạ. Đấy, loa nhà em. Quay như nào nhà em bán như thế. Các bác cứ tham khảo ạ. Và em quay lại báo thông số cho các bác. Model của nó là Pioneer CSA7 ạ. Trở kháng 8 ohm, công suất là 70W, giải tần từ 35 đến 20kHz. Đấy, made in Japan. Và hôm nay em cũng quay báo luôn giá cho các bác cặp loa CSA7. Bên em bán cho các bác một mức giá là 4.500.000. 4.500.000 cho cặp CSA7. Các bác cũng có thể là chơi nhạc thẩm âm và hát karaoke gia đình cũng rất là tốt luôn. Đấy, cho những cặp CSA7 này ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Và các bác xem video của em, hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và cũng yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ nghe cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và tiếp là một cặp Onkyo ạ. Các bác cùng ngắm này. Onkyo, model của nó là S8000. Một cái bát 35cm, 33-35cm. Đấy, rất là gấu luôn. Cũng màng giấy này, màng giấy này, gân vải nguyên zin luôn, gân vải lụa tẩm dầu nguyên zin này, các bác cùng ngắm này. Còn rất chi là đẹp, còn rất chi là mới luôn. Đấy. Và một tuyến chung giấy và một tuyến tép giấy này, các bác cùng ngắm này, rất là đẹp. Và một vi tinh chỉnh cho giải cao và hai lỗ thở thông hơi trên một thùng tầm khoảng 8cm đấy ạ, các bác cùng ngắm ạ.
các bác cũng ngắm tiền bát giới này, còn rất là đẹp, gông kiềng này còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, những cặp loa còn rất chi là đẹp luôn, đẹp xuất sắc đấy ạ, các bác cùng ngắm này. Đấy, và chiều cao của loa là 75 cm, rộng 40 cm và sâu cả e căng là 33 cm ạ, các bác cùng ngắm ạ. Loa rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Loa thì cũng được nặng một lớp xi màu nâu, màu đỏ đen vân gỗ. Đấy, đỏ đen vân gỗ này. Đấy, cũng rất là đẹp ạ, các bác cùng ngắm này. Màu xi còn rất là tươi mới luôn. Đấy, loa nói chung là nhìn như mới luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu. Tuyến hậu như này thì miễn bàn rồi đấy ạ. Tuyến hậu như này thì cực kỳ là đẹp rồi, các bác cùng ngắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp này, các bác cùng ngắm này. Tuyến hông này cũng rất là tươi mới luôn. Đấy, và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Các bác chờ em một chút xíu. Đây ạ, model của nó là Onkyo S8000, trở kháng 8 ohm, công suất là 50W, made in Japan. Đấy, 100W cho cả cặp thì các bác cũng nghe nhạc thẩm âm và hát karaoke gia đình, những cái cặp như thế này cũng rất là tốt luôn. Chất bát rất là sâu. Đấy, các bác cùng tham khảo. Và hôm nay em cũng báo giá luôn cho các bác một mức giá là 5 triệu 500 cho cặp Onkyo S8000 nhá. Đấy, một cái bát 35 cm màng giấy gân vải lụa tẩm dầu nguyên zin này, và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy này, một vi tinh chỉnh cho giải cao này, rất là gấu luôn, cặp loa rất là gấu, hai lỗ thở thông hơi trên một thùng. Đấy, chất âm thì rất là hay rồi. Đấy, cho những cái cặp loa như thế này các bác cùng ngắm ạ, là 5 triệu 500 cho cặp Onkyo S8000 ạ. Và tiếp ạ, lại là một cặp, các bác chờ em một chút xíu, cặp Chio ạ, cặp Chio 7100, cặp Chio 7100 này, các bác cùng ngắm này. Một cái bát 32-33 cm, màng giấy gân vải lụa nguyên zin này, và một tuyến trung giấy và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 10 cm. Tép giấy ạ, xin lỗi các bác nhé, một tuyến tép giấy này, các bác nhìn này, rất là gấu luôn. Một lỗ thở thông hơi này, được bọc màng vải rất là gấu. Đấy, tuyến bát này, các bác cùng ngắm tuyến bát này, còn rất chi là đẹp luôn. Đấy, gông kiềng này, đấy, gông kiềng sừng nhung đúc rất là gấu ạ. Tuyến bát này, các bác nhìn thế này đã đủ đẹp chưa ạ? Đấy, tuyến tép này. Đấy, một cái bát 33 cm, màng giấy gân vải lụa nguyên zin, và một tuyến tép giấy và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 10 cm, thở về phía đằng trước ạ. Chiều cao của loa là 72.5 cm và sâu cả e căng là rộng 39.5 cm và sâu cả e căng là 38 cm. Loa thì nặng được một lớp xi màu xanh rêu. Đấy, màu xanh rêu này, các bác cùng ngắm này. Lớp xi còn rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cùng ngắm. Lớp xi còn rất là mới ạ. Đấy, và em quay tiếp tuyến hậu này. Đấy, tuyến trên thì đã mất tờ giấy khai sinh, còn tuyến dưới thì còn nguyên tờ giấy khai sinh luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, JN7100 này. Chất âm rất là hay luôn, bao hay cho các bác luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này, các bác cùng ngắm này, tuyến hông này rất là đẹp luôn. Đấy, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Chio JN7100, công suất là 60W, trở kháng 8 ohm. Đấy, giải tần là 1500 Hz. Đấy, made in Japan. Đấy, 120W cho cả cặp, thì các bác có thể nghe nhạc chuyên nghiệp và thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt cho những cặp loa như thế này. Và hôm nay em cũng báo giá luôn cho các bác cặp loa Chio JN7100. Hôm nay bên em chia sẻ cho các bác một mức giá là 4 triệu cho cặp Chio JN7100 ạ. Đấy, 4 triệu bào đẹp xuất sắc cho các bác luôn, bào đẹp xuất sắc nhá. Đấy, các bác cùng ngắm này, thùng vách vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy, không có bể nở sứt sẹo gì. Và tiếp ạ, lại là một cặp tuner. Đấy, các bác cùng ngắm này, một cặp tuner. Model của nó là CF700, cũng đẹp xuất sắc luôn, Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đây, các bác cùng ngắm này, một cái bát 25 cm, màng giấy gân vải lụa nguyên zin, và một tuyến trung giấy khoảng 12 cm, và một tuyến tép đôm này, hai vi tinh chỉnh cho giải cao, các bác cùng ngắm này. Tuyến trung này, tuyến bát này còn rất chi là mới nhá, Đấy, em quay rất gần và cận cảnh cho các bác luôn. Đấy, chất bát còn rất là mềm luôn, cho là chất âm rất là hay. Đấy, chất âm rất là hay.
Chiều cao của noa là 72 cm, rộng 35.5 cm và sâu cả ê căng là 32.5 cm ạ. Các bác cùng ngắm này. Noa thì rất là đẹp rồi. Bát 25 màng giấy gân vải lụa nguyên zin. Một tuyến chung giấy cũng gân vải lụa luôn và một tuyến thép đôm này. Hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Noa thì được nặng một lớp xi này, màu xanh. Đấy các bác cùng ngắm này, màu xanh rất là đẹp luôn. Màu xanh rêu. Đấy. Chiếc giới là có hơi bẩn một chút xíu, em chưa lau dọn vệ sinh gì này. Và em quay tiếp tuyến hậu cho các bác ạ. Tuyến hậu này. Tuyến hậu thì bao đẹp xuất sắc luôn. Đấy, tuyến hậu bao đẹp xuất sắc các bác luôn. Tuyến hậu còn rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo một chỗ nào luôn đấy ạ. Các bác cùng ngắm này, em quay rất chi tiết luôn. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng ngắm tuyến hông này, tuyến hông còn rất chi là mới. Đấy, em mới chỉ lau được có một chiếc thôi, còn một chiếc thì em sẽ lau dọn sạch sẽ gửi đến tay các bác khi các bác đã chốt bất kỳ một sản phẩm nào ạ. Và em quay lại báo thông số cho các bác này. Model của nó là Pioneer CS F700. Đấy, F700 công suất là 60W, trở kháng 8 ohm, made in Japan. Đấy, cũng 120W cho cả cặp. Thì những cái cặp loa như thế này các bác cũng có thể nghe nhạc thẩm âm và karaoke gia đình cũng rất là tốt rồi. Đấy, bát 25 màng giấy gân vải lụa này, tuyến chung giấy này, tuyến thép đôm, hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn, là một mức giá 4.500.000, 4.500.000 cho cặp CS F700, 4.500.000. Đấy, ê căng tem cờ đầy đủ nhá, ê căng nguyên zin. Đấy, em dám cam đoan với các bác những cặp loa nhà em là toàn bộ là ê căng nguyên zin. Đấy. Các bác cùng ngắm ạ, 4.500.000 cho cặp Pioneer CS F700. Và tiếp ạ, lại là một cặp Coran DX5, DX5 này, các bác cùng ngắm này. Bát rất là gấu luôn. Noa rất là nặng ạ. Đến từ hãng Coran, đấy, Coran DX5. Các bác cùng ngắm này, một cái bát 25 cm, màng carbon nhá, màng carbon gân vải lụa nguyên zin này, màng carbon gân vải lụa nguyên zin và một tuyến chung đôm, một tuyến chung đôm và một tuyến tép đôm. Hai vi tinh chỉnh cho giải cao này, một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6-8 cm thở phía đằng trước. Các bác cùng ngắm tuyến bát này. Còn rất chi là đẹp luôn, còn rất chi là đẹp luôn. Riêng gông kiềng này, các bác cùng ngắm riêng gông kiềng của chung và tép này, còn rất chi là mới. Còn của bát thì nói chung là nó xỉn theo thời gian. Đấy, không thể tránh khỏi, nhưng mà em vẫn giữ nguyên chất mộc cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, rất là đẹp luôn, rất là đẹp ạ. Và chiều cao của noa là 60 cm, cao 60 và rộng 32 cm và sâu cả ê căng cũng là 32 cm ạ. Các bác cùng ngắm này, noa rất là đẹp luôn. Và noa thì được nặng một lớp xi màu đen vân màu đen. Đấy, màu đen, nặng một lớp xi màu đen này, các bác cùng ngắm này. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Noa bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Đẹp từ tuyến hậu luôn. Đấy, cũng có rep rai trái phải. Tuyến hậu này rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác cùng ngắm ạ, tuyến hông này cũng rất là đẹp ạ. Và em quay lại báo thông số cho các bác. Model của nó là Coran DX5. DX5 này. Trở kháng là 6 ohm. Công suất là 150W. Đấy, 300W cho cả cặp thì các bác nghe nhạc và chơi karaoke gia đình cũng rất là tốt cho những cặp loa như thế này. Bát 25. Đấy, màng carbon gân vải lụa nguyên zin. Đấy, các bác cùng ngắm này. Chung đôm, tép đôm, hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. Đến từ shop Thanh Tùng, đấy là một mức giá 4 triệu cho cặp Coran DX5. Đấy, cực gấu luôn, gông kiềng xương nhôm đúc nha các bác nha. Đấy, côn từ rất là gấu luôn, côn từ rất là gấu. Đấy, mà chất âm rất là hay cho những cặp Coran như thế này. Các bác cùng tham khảo ạ, giá là 4 triệu cho cặp Coran DX5. Và tiếp là một cặp Yamaha NS200MA. Đấy, các bác cùng ngắm này. Một cặp NS200MA. Các bác cùng ngắm ạ. Mà bạc rất là đẹp luôn. Đấy, gông kiềng các bác cùng ngắm này. Đấy, màng giấy được phun một lớp chống thấm này, các bác cùng ngắm này, rất là đẹp này. Gân vải lụa nguyên zin, gân vải lụa nguyên zin, bát 25 cm. 25-27 cm đấy ạ, các bác cùng ngắm ạ. Gông kiềng rất là đẹp luôn. Đấy, chung đôm, tép đôm. Hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Tuyến bát còn rất là đẹp, gông kiềng thì miễn bàn rồi. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho giải cao này.
tuyến bát này, tuyến trung rất là đẹp, tuyến tép các bác cùng ngắm này. Đấy, màu đen của nó là Yamaha NS200MA này. Đấy, chiều cao của loa là 60cm, rộng 32 và sâu cả ê căng cũng là 32cm ạ. Loa thì một cái bát 27cm, màng các màng giấy phun phủ một lớp chống thấm này. Đấy, gân vải nguyên zin và một tuyến trung carbon này, trung đôm này. Trung đôm và một tuyến tép đôm này, các bác cùng ngắm này. Rất là gấu, chất âm rất là hay cho những cặp Yamaha như thế này. Và em quay tuyến hông này. Các bác cùng ngắm này. Tuyến hông thì được nặng một lớp xi màu đen. Đấy, màu xi đen. Rất là đẹp luôn. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Tuyến hậu các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Tuyến hậu hai cái chân noa rất là gấu luôn, hai cái chân noa rất là gấu các bác cùng ngắm ạ. Đấy, tuyến hậu như thế này các bác đã miễn bản chưa ạ? Còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng ngắm tuyến hông này. Còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Màu đen của nó là Yamaha NS200MA. Đấy. Trở kháng 6 ohm, công suất đầu vào là 100W, công suất mắc là 200W. Đấy, made in Japan. Đấy, 400W cho cả cặp. Đấy là khi mình mở công suất mắc đấy ạ, là 200W cho cả cặp thì các bác có thể nghe nhạc thẩm âm và hát karaoke gia đình cũng rất là tốt cho những cái cặp loa như thế này. Đấy. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một mức giá cho cặp Yamaha NS200MA, một mức giá là 4.200.000. 4.200.000. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Những cặp loa rất là đẹp. Đấy, các bác không mua những cái nút này thì còn mua những cái nút nào nữa ạ? Đấy, loa rất là đẹp luôn đấy ạ. Và tiếp là một cặp Technic SB6. Đấy. Bát 20 năm, màng chống gân vải, gân mút nguyên zin này. Đấy, gân mút nguyên zin này, các bác cùng ngắm này. Màng chống gân mút nguyên zin và một tuyến trung chống và một tuyến tép chống, hai vi tinh chỉnh cho giải cao, một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở phía đằng trước này, được bọc nới rất là đẹp luôn. Đấy. Bát tép trên dưới như nhau luôn. Thùng vách thì bao vuông thành sắc cạnh cho các bác luôn. Thùng vách thì còn rất là đẹp luôn. Loa thì được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ. Chiều cao của loa là 62cm, rộng 35cm và sâu cả ê căng là 30cm ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng tham khảo tuyến hông. Các bác cùng ngắm tuyến hông này. Tuyến hông còn rất chi là đẹp luôn. Tuyến hông còn rất chi là đẹp nhá. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Tuyến hậu này cũng còn rất là mới luôn, tươi mới luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Màu đen của nó là Technic SB6 ạ. Trở kháng 8 ohm, công suất đầu vào là 75W, công suất mắc là 120W, 240W cho cả cặp thì các bác cũng có thể nghe nhạc thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt luôn. Đấy. Nghe nhạc thẩm âm và hát karaoke gia đình cũng rất là tốt cho những cặp loa như thế này. Và hôm nay em cũng báo cho các bác một mức giá cho cặp Technic SB6, một mức giá là 3.800.000. Bát 25, màng chống nhá. Màng chống gân mút và một tuyến trung chống và một tuyến tép chống này. Một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở phía đằng trước. Đấy, loa rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, là một mức giá là 3.800.000. 3.800.000 cho cặp Technic SB6 ạ. Và các bác cũng yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em, hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.